người mắc bệnh tiểu đường nên chú trọng đến việc chọn đồ uống phù hợp để duy trì sức khỏe tổng thể và kiểm soát lượng đường trong máu. Dưới đây là năm loại đồ uống tốt cho người tiểu đường. Một, uống cà phê đen nguyên chất có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuyếp 2 nhờ khả năng cải thiện quá trình chuyển hóa đường. Tuy nhiên, không nên thêm sữa, kem, siro hương vị hoặc đường vào cà phê vì những thành phần này làm tăng lượng calo và ảnh hưởng đến đường huyết. 2. Nước ép cần tây là một lựa chọn ít carbohydrate và có chỉ số đường huyết thấp, ít gây tăng đường huyết, giúp kiểm soát bệnh tiểu đường tốt hơn. Cần tây chứa flavonoid, chất chống oxy hóa giúp giảm viêm. Đồng thời luteolin trong cần tây giúp giảm tổn thương thần kinh cho người bệnh. 3. Nước chanh không đường là một đồ uống dễ làm với nguyên liệu đơn giản như chanh nước lọc và đá. Loại đồ uống này ít carbohydrate, có chỉ số đường huyết thấp và có thể cải thiện tình trạng kháng insulin, giúp duy trì mức đường huyết ổn định. 4. Nước lọc không chứa calo, carbohydrate hay đường. Nó giúp duy trì sự hydrat hóa và hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Khi đường huyết tăng cao, thân phải hoạt động mạnh để loại bỏ lượng đường dư thừa, gây tiểu nhiều. Vì thế, Uống đủ nước mỗi ngày rất quan trọng đối với người tiểu đường. 5. Trà bạc hà Không chứa các carbohydrate, calo và đường, đồng thời giàu các hợp chất chống oxy hóa, chống lại bệnh tật. Những chất này bao gồm carotenoid, flavonoid, axit phenolic, các loại trà thảo mộc khác như trà hoa cúc, trà dâm bụt, gừng đều là lựa chọn lành mạnh cho người tiểu đường. Chúc ba con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.